hé lộ người phụ nữ quyền lực khiến chồng Hoa Khôi Thu Hương nhanh chóng chuyển 240 triệu cho tài xế. MC Phan Anh tiết lộ người đã khiến cho doanh nhân Nguyễn Hoài Nam đưa ra quyết định nhanh chóng về việc chuyển số tiền 240 triệu đồng để giúp đỡ tài xế Đỗ Văn Tiến. Ngày 3 tháng 4, MC Phan Anh đã giúp doanh nhân Nguyễn Hoài Nam chuyển 240 triệu đồng đến tài xế Đỗ Văn Tiến. Người đã đánh lái để tránh tông trực diện vào hai nữ sinh bị ngã ra làn đường ô tô. Ngoài ra, chồng Hoa Khôi Thu Hương cũng gửi tặng anh Tiến 10 triệu tiền lương một tháng cho đến khi anh nhận được bằng lái để đi làm. Mới đây, MC Phan Anh còn tiết lộ về người đã khiến cho chồng Hoa Khôi Thu Hương đưa ra quyết định nhanh chóng về việc giúp đỡ tài xế Đỗ Văn Tiến, chính là mẹ doanh nhân này. Phan Anh viết trên trang cá nhân, chưa hiếm hoi về ăn cơm với mẹ, chuyện bắt nguồn liên quan đến anh Nguyễn Hoài Nam khi anh Nam viết bài đề nghị tặng anh Tiến 240 triệu. Hai anh em có trao đổi là đợi sau khi có kết quả rồi thì hỗ trợ, và ngay cả khi anh Tiến không phải bồi thường, anh Nam vẫn tặng luôn 50 triệu. Ai dè sáng sau, anh Nam gọi em ơi chuyển khoản luôn, vì má anh bảo làm là làm chứ không có nếu. Mình biết anh nói thật chứ không đùa, với anh Nam bà mẹ rất có ảnh hưởng. Chính anh khi được hỏi về sự việc đã trả lời, tôi cảm ơn ba mẹ đã cho tôi nền tảng để suy nghĩ như vậy. Mình cũng có cùng suy nghĩ như anh và thấy rằng không ai khác, chính tình yêu thương, dạy dỗ của ba mẹ đã làm nên mình ngày hôm nay. Mình học được nhiều từ ba mẹ, từ chính những điều chưa hoàn hảo ở họ để tu sửa chính mình. Nay học thêm anh Nam, chưa chăm được ba mẹ như anh thì cũng về ăn với mẹ bữa cơm, trò chuyện đôi điều cho bà vui. MC Phan Anh tiết lộ người khiến chồng Hoa Khôi Thu Hương đưa ra quyết định nhanh chóng gửi 240 triệu cho tài xế cứu người, chính là mẹ của doanh nhân này. Mẹ của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam là người có sức ảnh hưởng lớn đến với con mình. Nhìn vào dòng bình luận của Hồ Ngọc Hà có thể nói Cường Đô La và Chu Đăng Khoa đều thất bại vì điều này. Nhìn vào bình luận của Hà Hồ có thể nói người chồng lý tưởng của cô không phải người giàu có và ga lăng. Trong khi nam em vừa bị tố chuyện thả thính Ngô Kiến Huy và Quý Bình, thì chuyện tình yêu của Hà Hồ thời gian này lại khá im ắng. Nữ ca sĩ và Kim Lý khá kín tiếng thời gian qua sau những tin đồn có thể làm đám cưới trong tương lai. Mới đây khi Tú Vi đăng tải thông tin hạ sinh con đầu lòng, Hà Hồ đã vào chúc mừng hạnh phúc của người đàn em, cô viết: Phan Anh đúng là mẫu ông chồng rồi, bình yên là nhất đúng không em? Ngay lập tức bình luận này của Hà Hồ nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Bởi lẽ dù đã trải qua nhiều mối tình, nhưng đến bây giờ Hồ Ngọc Hà mới chỉ hiếm hoi tiết lộ mỗi người đàn ông lý tưởng của mình. Nhìn vào bình luận của Hà Hồ có thể nói, người chồng lý tưởng của cô không phải người giàu có ga lăng, mà là người cho cô sự bình yên. Ở bên ai bình yên với Hà Hồ vẫn là quan trọng nhất. Điều này minh chứng bằng hai chuyện tình đổ vỡ của Hồ Ngọc Hà. Trong mối tình với Cường Đô La, có thể nói Hà Hồ thường xuyên phải nhận nhiều chỉ trích từ dư luận. Yêu sống chung có con và cả khi bên nhau một chục năm trời, bao năm Hà Hồ vẫn phải nhận những nghi ngờ và sự thiếu thiện cảm từ công chúng. Chuyện tình với Cường Đô La đã vậy, trong mối quan hệ với đại gia Kim Cương, Hà Hồ còn chưa một phút giây nào bình yên. Sóng gió, dư luận liên tiếp ập tới Hà Hồ, và Hà Hồ cũng phải chịu không ít sức ép từ nhiều phía, thậm chí là cả làn sóng tẩy chay từ công chúng. Chính vì vậy, hạnh phúc của Hà Hồ đều tan vỡ. Bình yên là thứ xa xỉ với hai cuộc tình kia của Hà Hồ. Chưa một lần cô được hưởng hạnh phúc trọn vẹn là cô dâu có ngày trọng đại của cuộc đời mình. Nhiều người cho rằng dòng bình luận của Hà Hồ như một lời gửi khéo tới Kim Lý rằng bình yên là thứ cô cần nhất. Và nếu muốn đi cùng Hà Hồ trên con đường tình yêu, nhất định Kim Lý phải cho Hà Hồ được sự bình yên. Vừa sinh con gái đầu lòng, Tú Vi được Phan Anh chăm sóc như bà Hoàng thế này. Hiện tại, nữ diễn viên Tú Vi vẫn còn nằm lại bệnh viện sau 2 ngày hạ sinh con gái đầu lòng. Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Phan Anh vừa đăng tải hình ảnh bà xã Tú Vi tại phòng dưỡng sinh. Theo đó, vào chiều ngày 2 tháng 4, Tú Vi đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở Bình Dương. Đây là địa điểm rất nổi tiếng và chất lượng mà nhiều mỹ nhân Việt đều lựa chọn cho việc sinh nở. Tú Vi được ông xã chăm sóc rất chu đáo, anh mang đồ ăn đến tận giường cho vợ. Điều đáng ngạc nhiên là cô lại được ăn cơm tắm, thay vì ăn những món ăn dành cho phụ nữ đang trong những ngày ở cữ. Theo chia sẻ thì cơm tắm chính là món yêu thích của nữ diễn viên. Với món ăn này cô sẽ ăn được nhiều hơn mọi khi. Ngày hạnh phúc trong chuỗi ngày hạnh phúc, mẹ cún giỏi lắm, ráng lên nha mẹ cún. Phan Anh tâm sự ngọt ngào với bà xã.
Khi vừa ra khỏi phòng sinh, Tú Vi đã hạnh phúc khi chứng kiến được khoảnh khắc ông xã chăm sóc mình, lo lắng cho con, thay tã chạy đi khắp nơi. Dù đau đớn, nhưng thấy được những khoảnh khắc này, nữ diễn viên như quên hết mọi cơn đau. Vì sức khỏe không tốt, nên từ khi biết mình mang thai, Tú Vi đã tạm rút khỏi showbiz, gác lại mọi hoạt động công việc để nghỉ ngơi, tập trung dưỡng thai và dành mọi quan tâm lo lắng cho sự phát triển của bé cún. Đây cũng là những ngày tháng vất vả nhất của Văn Anh khi phải một mình gánh vác mọi việc lớn nhỏ, từ chăm sóc vợ cho đến lo toan kinh tế gia đình. Con gái đầu lòng của cặp đôi nặng 2,7kg và được sinh theo phương pháp mổ. Vì quá yêu thương vợ con nên Văn Anh ngoài công việc, anh còn chăm chút vợ từng ly từng tí. Trước ngày vợ sinh, nam diễn viên cặm cụi chuẩn bị từng món đồ để có thể cho con mình mọi thứ đầy đủ nhất khi vừa chào đời. Bị anti-fan yêu cầu đổi vị trí với Hương Giang, hoa hậu Hennie lạnh lùng đáp trả. Cách đáp trả thẳng thắn ngắn gọn xúc tích của người đẹp Hennie khiến fan không khỏi thích thú. Hennie, hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, vừa có buổi gặp gỡ truyền thông để công bố những dự án mới nhất của mình. Hennie với mái tóc cắt ngắn, bộ trang phục ôm sát cơ thể, cô gái AD vẫn giữ được thần thái chuyên nghiệp của một hoa hậu, đã cùng xuất hiện tại một sự kiện thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu đến truyền thông những kế hoạch và bước đi sắp tới của các người đẹp. Tuy nhiên, hình ảnh mới của Hennie nhận phải nhiều ý kiến trái chiều. Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản mạng gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh Hương Giang bên cạnh Hennie kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: hai người này nên đổi vị trí cho nhau ấy nhỉ. Có lẽ sau khi bài viết được đăng lên, song song đó có khá nhiều ý kiến đối lập nhau. Người cho rằng phát ngôn không thiện cảm vô duyên, chính vì vậy vị trí hiện tại của cả hai đều xứng đáng, cũng như bất hợp lý khi bị đem ra so sánh. Đáp lại lời chê bai, Hennie lại giữ thái độ rất bình tĩnh. Đây có thể nói là lần đầu tiên cô tương tác với mọi người, bởi từ trong cuộc thi cô từng khẳng định mình sẽ không sử dụng nhiều đến mạng xã hội. Tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 cũng không ngần ngại trả lời ngắn gọn OK. Người hâm mộ không khỏi thích thú khi thấy câu trả lời ngắn gọn xúc tích của cô. Phản ứng của Hennie khi bị anti-fan cho rằng đổi vị trí với Hương Giang. Người hâm mộ thích thú trước màn đáp trả thẳng thắn của Hennie. Cũng trong sự kiện, Hương Giang với trang phục dài thước tha, đội dáng cùng Hennie với váy trắng ôm sát khoe đường cong hút mắt. Hồ Quang Hiếu dũng cảm hô lớn, bảo anh ơi, anh nhớ em nhiều lắm, trong show Follow Me. Chàng ca sĩ điển trai Hồ Quang Hiếu đã phải trải qua khoảnh khắc cực kỳ bất ngờ liên quan đến Bảo Anh trong show Follow Me mới trên sóng vừa qua. Vừa qua ngày 3 tháng 4, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã góp mặt trong chương trình Follow Me được phát sóng trực tiếp trên kênh VLive. Với sự dẫn dắt hấp dẫn của Gil Lê, địa điểm của buổi livestream trực tiếp này được diễn ra tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Những chia sẻ của nam ca sĩ điển trai Hồ Quang Hiếu đã chính thức được tiết lộ lần đầu tiên tới khán giả. Mở đầu chương trình, Hồ Quang Hiếu đã tiết lộ sở thích đọc truyện tranh từ hồi nhỏ. Follow Me Season 2 được bắt đầu với khách mời là Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu xuất hiện cực kỳ điển trai trong Follow Me. Mở đầu chương trình, Hồ Quang Hiếu tiết lộ sở thích đọc truyện tranh từ nhỏ. Một trong những bí mật được chàng ca sĩ tiết lộ rằng, sắp tới đây, anh sẽ cho ra đời hai cuốn tự truyện như một quyển album lưu niệm lại cho chính cuộc đời mình. Trong đó một cuốn sẽ viết về cuộc sống, những thăng trầm mà Hồ Quang Hiếu trải qua để có thể bắt đầu là ca sĩ của mình, và một cuốn sẽ thiên về du lịch, cùng là sở thích đặc biệt của anh để mọi người có thể nắm được những kinh nghiệm du lịch hữu ích nhất. Tiếp sau đó, Hồ Quang Hiếu đã phải thực hiện ngay thử thách đầu tiên của chương trình là sao và sách. Với 10 lá thăm là tên các nghệ sĩ Việt Nam từng xuất bản sách và 10 cuốn sách, nhiệm vụ của anh chàng là phải sắp xếp gắn liền cả hai, làm cho thật chính xác. Dường như thử thách đầu tiên này đang làm khó khách mời của chúng ta. Không thực hiện được trọn vẹn thử thách, với số cặp sắp xếp chưa hoàn thiện, Hồ Quang Hiếu đã phải chịu hình phạt trình bày một bài hát với phiên bản ngậm kẹo. Bài hát đổi thay được Hồ Quang Hiếu trình bày với phiên bản vô cùng ấn tượng, đã thật sự khiến ai nấy đều phải phì cười. Anh chàng cũng chia sẻ rằng, khi ăn kẹo đã tưởng tượng đến bài báo ăn bánh mochi bị tử vong ở bên Nhật nên vô cùng căng thẳng. Format mới của Follow Me phần 2 đã được thay đổi với thử thách mới dành cho nam ca sĩ có tên Nhiệm vụ bất khả thi. Khách mời sẽ phải ghi ra giấy 3 đáp án cho một câu hỏi mà chương trình đặt ra. Khách mời được phép hỏi 5 khán giả đang có mặt trong khu vực giới hạn để
để tìm ra được ba người có câu trả lời trùng với đáp án của khách mời đưa ra. Thế nhưng dường như đây là một ngày quá nhỏ với Hồ Quang Hiếu khi chỉ có một khán giả trả lời đúng với đáp án đưa ra. Hình phạt mà theo như Gilley nói rằng nhẹ nhẹ thôi dành cho giọng ca Con Bướm Xuân là ăn chiếc bánh mà không dùng tay. Tuy nhiên chiếc bánh sẽ được để trên trán và bắt buộc Hồ Quang Hiếu phải làm thế nào để di chuyển nó để có thể cắn được miếng bánh. Hình phạt của anh chàng đã thu hút rất đông khán giả hiếu kỳ vây quanh. Do quá khó khăn và tự nhận mình có khuôn mặt không cảm xúc, Hồ Quang Hiếu đã phải bỏ cuộc với thử thách oái âm này. Thử thách 3 mang tên Say Yes Say No, dành cho các khách mời và MC. Cả hai đưa ra những lời thách đố nhau và người còn lại phải nói yes để thực hiện thử thách đó. Người thua cuộc là người từ chối lời thách đố đó. Và phần đặc biệt cao trào của thử thách này chính là khi Hồ Quang Hiếu đã thách Gil Lê phải la lớn Gil yêu Miu Lê, và ngay sau đó Gil đã trả thù khách mời của mình bằng cách yêu cầu Hồ Quang Hiếu phải nói thật to lên rằng bảo anh ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Tuy nhiên thử thách này không hề gây khó dễ được Hồ Quang Hiếu khi anh chàng nói rất to và rõ ràng. Bên cạnh đó Hồ Quang Hiếu cũng liên tục yêu cầu Gil há khuỷu ngoài đường. Ngược lại anh chàng cũng bị Gil Lê phải yêu cầu múa cột ngay tại đường sách. Cuối cùng Gil đã phải nói I say no với thử thách nhảy sexy được khách mời của chúng ta đưa ra. Hình phạt dành cho Gil chính là một muỗng kẹo nổ vào miệng, ngậm 5 giây rồi sau đó la lớn tôi yêu follow me. Thử thách cuối cùng dành cho Hồ Quang Hiếu chính là phải mặc một chiếc áo gắn 5 trái bóng và phải nhờ sự trợ giúp của 5 vị khán giả. Các khán giả đã rất nhiệt tình tham gia thử thách này và giúp anh chàng đem về chiến thắng cuối cùng.